Chiều ngày 24 tháng 9, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn, đến thăm và tặng sữa dinh dưỡng cho 600 trẻ em điều trị COVID-19 và 500 bộ bảo hộ y tế, 5.000 khẩu trang N95 cho y bác sĩ tại Bệnh viện Nhi đồng thành phố. Đồng chí Nguyễn Thị Lệ đề nghị các y bác sĩ phân bổ thêm sữa tới các bệnh nhi đang trị bệnh. Nhân dịp tới thăm, cá nhân đồng chí Nguyễn Thị Lệ gửi tặng đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng thành phố 50 triệu đồng. Trước đó, sáng ngày 24 tháng 9, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Dũng đã đến thăm và tặng sữa cho các bệnh nhi đang điều trị COVID-19 và tặng đồ bảo hộ khẩu trang tới y bác sĩ tại Bệnh viện Nhi đồng 1 và Bệnh viện Nhi đồng 2. Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh triển khai chương trình tặng 1.000 thùng sữa cho trẻ em điều trị COVID-19 cho Bệnh viện Nhi đồng thành phố, Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Nhi đồng 2. Đối với y bác sĩ, Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tặng 500 bộ đồ bảo hộ y tế, 5.000 khẩu trang N95, 20.000 khẩu trang y tế, 20 thùng nước muối súc miệng.